Vâng, em xin chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh Tuyên Vũ Audio của chúng em. Vâng, thì thưa các bác, thì là vẫn là cái cấu hình này. Thì hôm qua em có cái video trước, em có làm một cái cấu hình vẫn là một đôi loa ADF này này các bác này, và một con đẩy CAF này. Nhưng em sẽ thay ở đây là em sẽ thay từ con vang số thành con vang cơ. Và em đang sử dụng con vang cơ là PC36 các bác nhé, PC36. Và một bộ mic không dây, nó có tên là Fixpoint, và mã nó là P3000 các bác nhé. Đây chính là bộ mic này. Và cái video trước thì em có giới thiệu với các bác một bộ mic này rồi. Đó, thì là hôm nay thì em sẽ ghép con vang cơ với lại cả con mic này. Thì tại sao hôm nay em ghép như thế này? Là vì là cái video trước em có làm hai cái cấu hình vang số, đó là một con vang số X6 và một con audio king. Thì hôm nay em sẽ có một bác ấy gọi điện và bác bảo là cái vang số thì dùng thì bác ấy không biết về máy tính, cho nên là bác ấy không chỉnh được. Đó, thì bác nghe thì bác rất là thích cái cấu hình như thế này, nhưng thay cho bác ý, thứ nhất là về một con vang cơ thành vang số, nếu có nghĩa là bác ấy không dùng vang số nữa và sẽ ghép cho bác một con vang cơ. Và sẽ ghép cho bác ý là một con mic của Fixpoint này, bởi vì hôm trước em có làm một cái video này của con mic này rồi. Thì là bác ấy thích con mic và thích con vang cơ cho dễ sử dụng và dễ chỉnh. Thì là chính vì như vậy thì hôm nay em sẽ làm một cái video để cho bác ý nghe trực tiếp và có thể là xem trực tiếp. Thứ nhất em nói qua về cách đấu như các bác nhá. Thì ở đây rất là dễ thôi. Này, em đang chạy một đôi loa ADF, thì chính vì thế em chỉ cho nó ra là hai dây loa hai bên trái phải, và tiếp nữa là hai cái dây canon. Đó, em sẽ cắm trực tiếp lên con vang cơ này. Đây, hai dây của nó đây, chạy xuống đẩy. Và đường ra của nó là em lấy nhạc trực tiếp từ máy tính nhé các bác nhé. Và cái mic thì rất dễ thôi. Mic thì đằng sau nó có một đường cắm mic, và đằng trước đây chúng ta cũng có thể cắm vào mic đằng trước của con vang cơ này. Và như thế chỉ rất là đơn giản, chúng ta đã lắp đặt thành công một bộ karaoke này rồi. Và nếu như mà khi mà về các bác vẫn chưa biết lắp đặt thì là em cứ video trực tiếp cho chúng em, bọn em sẽ gọi video cho các bác và hướng dẫn các bác cách lắp đặt và có thể là cách chỉnh nữa. Đó, rất là dễ, bởi vì cái vang cơ này dùng rất là dễ thôi. Nếu như các bác muốn chỉnh con vang cơ này thì các bác chỉ cần một cái bút thử điện là các bác có thể tùy chỉnh được tất cả cái con vang này rồi. Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái mục chính, đó là sẽ test cái con vang này. Đó, test cái con vang này với so với cái cấu hình trước thì là nó sẽ ra làm sao. Thì ở đây thì là em lấy cho anh một cái bút thử điện để em sẽ cho nó về hết 50 nha các bác nhá. Cho nó về hết 50 hướng 12 giờ. Đó, cho nó về hết hướng 12 giờ để nghe, chúng ta nghe một đoạn nhạc sàn xem là tiếng nó có đầy không. Bởi vì là cái gì thì nó có ưu điểm và nhược điểm. Ví dụ như là vang số, nếu mà chúng ta biết chỉnh thành thạo về máy tính thì chắc chắn là sẽ chỉnh hay. Đó. Còn nếu như mà chúng ta mà không biết về máy tính thì là chúng ta sẽ được chỉnh được vang cơ. Đó, vang cơ thì nó dễ chỉnh hơn. Đó. Thì cái gì nó cũng có nhược điểm. Nếu như mà vang số các bác dùng mà các bác không biết chỉnh thì nó còn không cả bằng vang cơ cơ. Đó, rất là nhiều bác mua vang số về nhưng không biết cách chỉnh thì nó còn không cả bằng vang cơ. Thì em sẽ bây giờ em đã cho nó về hết hướng 12 giờ rồi. Thì bây giờ em sẽ test một đoạn nhạc. Đó, vẫn là cái bài hát của cái video trước em làm để cho các bác so sánh giữa cái đoạn nhạc của cái video trước chạy vang số và cái đoạn nhạc của vang cơ thì nó sẽ cho ra chất âm làm sao. Vâng, mời các bác cùng nghe.
dặn lòng đừng khóc biệt ly, mà sao khi tạ từ tràn mi nước mắt. Chẳng phụ người mà vẫn dở dang, tại ta hay tại trời bày ra số kiếp. Lúc yêu nhau mừng câu ước thề, nay mất nhau ngỡ ngàng đắng cay vẽ mờ. Ôi trên vâng. Thì là các bác vừa nghe qua một đoạn nhạc vàng đúng không ạ? Đây là em đang để hướng 12 giờ nhé. Tất cả em để hướng 12 giờ. Thì là sau đó thì chúng ta sẽ chỉnh sau. Và tiếp theo em sẽ test qua một đoạn nhạc sàn cho các bác cùng nghe. Vâng ạ, thì là các bác vừa được nghe một đoạn của nhạc sàn khi là chúng ta để hướng 12 giờ và chưa chỉnh. Thì bây giờ em sẽ mở một đoạn nhạc vàng và chúng ta vừa nghe và em vừa chỉnh luôn. Đó, thì chúng ta tương tác trực tiếp là vừa nghe vừa chỉnh luôn để chúng ta cảm nhận được xem là cái sự chúng ta khi chúng ta chỉnh lên thì nó sẽ ra làm sao nha các bác nhé. Vâng, thì là bây giờ em sẽ chọn một bài nhạc vàng hay là nhạc sống đi. Vừa nãy chúng ta chưa mở nhạc sống thì bây giờ chúng ta sẽ mở đoạn nhạc sống để chúng ta cùng chỉnh. Đó. Vâng, và em đã tìm được một bài nhạc sống thì chúng ta cùng nghe thử và em cũng là test thử cho các bác luôn nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đánh giá về cái tiếng ra của nó đã, sau đó thì chúng ta sẽ chỉnh. Các bác nghe thế nào? Thứ nhất là tiếng thô thôi, nhưng mà các bác nghe đã là rất là sạch tiếng rồi đúng không ạ? Tiếng rất là sạch, sáng. Và bây giờ trước tiên em đang thấy là cái tiếng chép nó hơi thiếu, em sẽ chỉnh chép cho các bác nhá. Nghe rất là hay, hay hơn rất là nhiều, tiếng sáng hơn. Tiếng bass em nhích cho hướng nhích lên một tí thôi. Đó, chúng ta chỉ chỉnh chỉ một xíu thôi là nghe tiếng nó đã hay hơn rất nhiều. Đó, thì là em đã test đầy đủ cho các bác là nhạc vàng là 1 này, nhạc sàn là 2 và nhạc sống là 3. Thì bác nghe thế nào ạ? Tiếng ra cái con vang cơ này, các bác nghe thì tiếng rất là hay đúng không ạ? Rất là nảy, tiếng nó rất là nảy, nó sạch, sạch tiếng nhé các bác nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau là test mic và cũng là chỉnh mic luôn để xem cái tiếng mic của nó ra như thế nào. Và hiện tại thì em đang cầm một cái tay mic của dòng Fixpoint này các bác nhìn này. Đó, thì đây là em đã bật lên và bắt đầu em sẽ vặn mic lên. Đó. Đó, cái tiếng mic này thì nó vẫn hơi nhỏ thì em sẽ cho nó lên.
Ni 1 2 3 4 5 6 7 1 2. Đó. Thì đây chính là cái tiếng mic và cái echo nó em thấy nó chưa được cho lắm. Em sẽ chỉnh lại cái delay. Delay nó sẽ cho nó chậm đi. Khi các bác chỉnh thì các bác cũng lưu ý như em thôi, vặn một xíu một. Để khi nào được thì chúng ta sẽ dừng lại. Đây, 1, 2, 3, 4. Đó, tiếng echo nó sẽ hay hơn rất là nhiều phải không ạ? Nó chuyển chậm lại một tí, vừa rồi thì nó hơi nhanh. Và hiện tại thì em đang để ở hướng 2 giờ. Các bác để ý là em đang để hướng delay ở hướng 2 giờ nha các bác nhé. Đó, thì ở đây em chỉ chỉnh mỗi delay thôi. Bởi vì tiếng echo, tiếng revert nó đã rất là tốt rồi. Revert mới ở hướng repeat. Repeat của nó mới hướng 12 giờ mà tiếng nó rất là hay. Đó, và chép của echo em đều không chỉnh. Và bass trung chép của mic em cũng đều không chỉnh, để nguyên hướng 12 giờ. Thì em sẽ alo cho các bác. 1 2 3 4 5 6 7. Tiếng rất là hay phải không ạ? Nếu như các bác thấy tiếng chép nó hơi ít thì các bác có thể là chỉnh lên một xíu. 1 1 2. Đó, tiếng chép nó sáng hơn rồi. Và khi chúng ta ưng rồi thì chúng ta sẽ phải thử xem nó có bị hú rít hay không. Ví dụ như em sẽ cho cái mic này ở đằng trước loa. Các bác thấy không ạ? Nó vẫn còn hơi rú một xíu thì chúng ta sẽ xử lý ra sao? Thì chúng ta sẽ cho cái chép của nó xuống một xíu thôi ạ. Rồi, ok. Thì bây giờ nó đã hết rồi các bác. Nó đã hết rồi, không còn nữa. Vâng, và bây giờ em sẽ hát chay một đoạn. Hát chay một đoạn thì xem là nó cái tiếng nó tiếng mộc của nó ra như thế nào các bác nhá. Người ơi tình anh, tình đó vẫn đậm sâu, yêu em yêu mãi muôn đời. Dù có nửa xa tình đó không hề phai, yêu em yêu trọn con tim. Rồi dòng bão đã kéo đến chia tình ta, nhìn em ấm những khoảng cách đã dần xa. Vì sao em yêu ơi, sao vội xa đi hỡi người, sao không níu kéo khi vẫn yêu. Đó, các bác thấy không ạ? Tiếng rất thoát, rất sáng tiếng, mặc dù là chỉ cái vang cơ này thôi, nó rất là rẻ. Và với cấu hình này thì em sẽ đánh giá như sau. Thứ nhất là về tại sao cái vang cơ như thế này mà lại cho ra cái chất âm như thế này, thì nó phải có lý do của nó các bác, chứ không phải là cứ cái vang cơ như thế này mà ghép vào bộ nào cũng được đâu nhé các bác nhé. Thứ nhất là chúng ta sẽ nói đến cái tiếng nhạc trước đã nhá, tiếng mic em nói sau. Con đẩy này là đẩy chính hãng của thương hiệu là CAS. Đó, đẩy chính hãng và loa cũng là loa chính hãng. Loa cũng là loa chính hãng. Thế cho nên bất kỳ thiết bị nào cho vào ít nhất nó cũng đã hay rồi. Các bác cho vào thì nó vẫn là hay. Các bác hình chúng ta không ạ? Chứ không phải là các bác cứ mua một con vang cơ này về ghép về con loa nào nó cũng hay. Hoàn toàn là sai. Mà là thứ nhất là cái cơ bản là hai cái thiết bị này nó đã hay rồi, mà khi chúng ta ghép cái con này vào tất nhiên nó sẽ phải hay. Đó. Nếu như chúng ta mua những cái dòng vang cao cấp hơn, nhiều tiền hơn thì nó sẽ còn hay hơn nữa. Các bác có đồng ý với em không ạ? Đó là cái lý do thứ nhất. Cái lý do thứ hai là khi cái thiết bị này nó tốt thì cơ bản cái giải tần của nó lệch rất là ít. Thế nên khi mà chúng ta các bác thấy em khi em chỉnh ấy, đó, em chỉnh, em hát, em để vào mic vào gần loa luôn, mà trong khi đó em chỉnh rất là ít nhá. Hầu như là về mic em chỉ chỉnh chép lên chứ em không chỉnh chép xuống, đúng không ạ? Chỉ có chép lên thôi. Quá hướng 12 giờ chứ không bao giờ dưới hướng 12 giờ đâu, mà em để nó cũng không rú rít. Thì tại sao? Tại là vì những cái thiết bị này nó đã là xịn rồi, nó đã là ngon rồi, và cái bộ mic này cũng rất là xịn. Đó. Thế nên là khi chúng ta ghép cái bộ như thế này vào, đó, các bác bỏ
tiền ra một chút, thì khi mà các bác nhận được về cái thành quả của bác thì nó sẽ là tốt, cái chất lượng nó sẽ tốt hơn đó. Chứ bây giờ ví dụ nó tốt như thế này rồi nhá, mà em lắp một cái con mic rẻ tiền cũng là không dây, nhưng nó là cái hàng rẻ tiền, hàng loại 2, loại 3, hàng trôi nổi, thì chắc chắn với các bác rằng nó sẽ bị rú rít đó. Thì tại sao nó không rú rít? Là mọi thứ nó cộng hưởng cho nhau một chút, mọi thứ nó tốt một chút thì nó sẽ ra cái kết quả là tốt nhất. Đó chính là cái cấu hình như vậy đó. Khi mà các bác mua về đó, mọi thứ nó tốt một chút thì các bác không cần phải can thiệp nhiều, không cần phải can thiệp nhiều, và các bác đã được một bộ karaoke hoàn chỉnh rồi đó. Thế nên là hiện tại các cái sản phẩm này là đang được bán tại Tuyên Vũ Audio của chúng em. Các bác quan tâm thì vui lòng để lại bình luận bên dưới, hoặc các bác có thể là gọi điện thoại tới số đang hiển thị trên màn hình để được bên em tư vấn và hỗ trợ đó. Thì mọi chi tiết các bác gọi điện thoại tới số 0978503822 để được hỗ trợ. Và em cảm ơn các bác đã theo dõi video của chúng em. Các bác nhớ like và đăng ký kênh để được theo dõi những video tiếp theo. Em xin chào các bác.